Rồi, đầu tiên em bắt đầu với cái mạch này đi ha. Thì trước tiên mình nhìn nhận coi là có những loại năng lượng nào xuất hiện trong cái mạch đúng không? Thì đây, trong đây cái năng lượng mà bự nhất, cái năng lượng mà to nhất mà nó chuyển thành những là năng lượng khác là năng lượng hóa năng của nguồn điện nè. Đó. Đó, được ha. Rồi, rồi sau đó cái hóa năng của nguồn này nó sẽ ngoài hóa năng ra nó còn có những loại năng lượng nào nữa đó đúng không? Đấy. Nhiệt năng đúng không? Tỏa ra trên nguồn, cái nguồn này xài một hơi thì cũng nóng lên, nó có nhiệt năng tỏa ra trên nguồn đó 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 rồi. Ngoài ra thì nó sẽ còn có điện năng nữa đúng không? Trong mạch có mạch điện, trong mạch có dòng điện nó chạy thì nó sẽ có điện năng đó đó. Điện năng và điện năng này được được bơm qua đâu đúng không? Được được cung cấp cho điện trở này đó. Được cung cấp điện trở thì điện trở thì nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất là nó biến điện năng thành nhiệt năng thôi đó, cho nên là nó sẽ có nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở đó đó. Vậy thì tới đây mình sẽ có được là gọi là cái sự chuyển hóa năng lượng như sau đúng không? Đầu tiên là hóa năng của nguồn, được không? Hóa năng của nguồn nó sẽ biến thành hai thằng này đó, được không? Thì cái phần năng lượng được biến từ hóa năng của nguồn sang hai sang sang những loại năng lượng khác đúng không? Theo cách khác là cái phần năng lượng được chuyển từ thằng này qua thằng kia thì mình sẽ gọi nó là công. À, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ không nên gọi là hóa năng của nguồn, nó là công của nguồn điện. Đấy là công của nguồn, bởi vì nó là cái phần năng lượng được chuyển từ hóa năng sang những loại năng lượng khác. Đó. Rồi, điện năng cũng vậy đúng không? Từ giờ điện năng này thì nó sẽ được cung cấp cho thằng R. Đó, nó chuyển sang cho R. Đó, cho nên chúng ta cũng không gọi điện năng nữa mà chúng ta gọi là công của dòng điện. Đấy ha. Đó, đồ ha, như vậy ở đây một cái mạch nhìn vô là phải nhìn cho ra được là cái sự chuyển hóa năng lượng ở bên trong cái mạch này nó đã xảy ra như thế nào. Đấy nha. Đấy thì nó sẽ xảy ra theo kiểu là cái nguồn nó thực hiện công để nó truyền năng lượng ra, cái thì cái năng lượng đó nó biến thành là nhiệt làm cho nóng cái nguồn lên. Đó. Phần phần còn 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 lại thì nó sẽ biến thành là cái điện năng đúng không? Và năng lượng của dòng điện, và năng lượng dòng điện này thì nó sẽ cung cấp cho cái điện trở tùy thuộc vào cái thiết bị bên ngoài thôi. Nếu như thiết bị bên ngoài này mà là cái quạt nha, thì ngoài nhiệt lượng đã tỏa ra trên cái quạt nó còn có động năng quay của cái quạt nữa. Đấy, tùy thuộc vào cái thiết bị ở bên ngoài này nó là cái nó là loại gì. Đúng không? Nếu như nó là điện trở hoặc là bóng đèn dây tóc thì nó sẽ lấy hoàn toàn điện năng điện điện năng thể biến thành nhiệt năng hết. Được không? Đấy. Rồi còn bây giờ nói tới công thức được ha. Đây thì giờ trước tiên công của nguồn nè, trong sách giáo khoa có nè. Rồi đây nè, thấy không? Trang trang 58 nè, thấy không? Công của nguồn điện. Được ha, công của nguồn điện này, công thức của nó là gì? EIT, không? Epsilon I nhân T. Đó, trên chỗ này E công của nguồn điện mình ghi là EIT. Đó. Rồi, nhiệt năng tỏa ra trên nguồn, nhiệt năng thì nó sẽ là định luật Joule-Lenz đó, nhiệt năng tỏa ra trên nguồn thì là RI bình T. Đó, công thức của định luật Joule-Lenz. Rồi công của nguồn điện, công của dòng điện, công của dòng điện thì trong sách giáo khoa cũng có luôn nè. Đó, trang 57 nè. Đó, trang 57 sách giáo khoa 12 11 nâng cao nè. Đó, thì mình có được công này, được là công của dòng điện nè, UIT. Đó. Nói về chỗ này mình ghi là UIT đây. Đó ha. Rồi nhiệt lượng tỏa ra trên R thì nó là RI bình T. Đúng không? Định luật Joule-Lenz. Đó. Như vậy cuối cùng, đúng không? Bây giờ nếu mình không nói tới tên gọi nữa mà mình chỉ nói tới công thức thôi thì nó sẽ thành như vậy nè. Đó, nó sẽ trở thành như vậy đúng không? Thằng này là gì? Thằng này là công của nguồn điện nè. Đúng chưa? Đó, thằng này là nhiệt lượng tỏa ra trên nguồn nè, thằng này là công của dòng điện nè. Đó, còn thằng này là nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở nè. Như vậy đối với lại cái dòng điện, đối với lại cái mạch điện nào thì chúng ta cũng nhìn ra được cái sơ đồ chuỗi năng lượng đó, đúng không? Rồi bây giờ nhìn vô sơ đồ chuỗi năng lượng nè, giờ mình thấy nè, tụi nó đều có t t t t hết nè, đúng không? Vậy rút t đi, được chưa? Thì nó thành vậy, nó thành vậy, được chưa? Đây, thì thằng này bây giờ nó không còn là công của nguồn điện nữa mà nó là công suất của nguồn điện. Đây là công suất tỏa nhiệt trên nguồn, này là công suất của dòng điện, đúng không? Còn hàng này công suất tỏa nhiệt trên điện trở R này. Rồi đó, và chúng ta thấy có y y y y chung, rồi do cái mạch này nó không có phân nhánh cho nên là y chúng ta có thể rút rồi ha. Vậy khi chúng ta rút đi thì nó sẽ thành như thế này đó đó, nó thành một cái gọi là cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng dưới cái dạng đơn giản nhất của chúng ta đó. Đấy thì cái thằng này
đại diện cho năng lượng của nguồn điện nè, công của nguồn điện nè, nha. Này là công suất tỏa nhiệt trên nguồn nè, đó. Còn này là công của dòng điện nè, đó. Này công suất tỏa nhiệt trên điện trở R nè, đại diện đó, được không? Đấy, thì tới đây chúng ta rút y ra, đúng không? Nếu chúng ta cần đi tính tính y, chúng ta sẽ rút y ra. Thì rút y ra bằng cách nào? Thì thằng này nè, nó bằng thằng này cộng này, bằng này lại bằng này, tại chuyển hóa hết, cho nên chúng ta sẽ có được là E bằng R cộng RI cộng R lớn Y, đúng không? Vậy từ đây ra được là Y nó sẽ bằng là gì? E chia cho R lớn cộng R nhỏ. Này chúng ta gọi là định luật ôm cho đoạn cho toàn mạch, đúng không? Định luật ôm cho toàn mạch, lấy số điện động chia cho tổng tất cả điện trở trong mạch là ra. Được chưa? Đó. Đó, đó ha. Còn nếu như chúng ta muốn đi rút U ra, đúng không? Muốn tính đi tính U thì chúng ta có hai nhánh đi tính U nè. U có thể tính theo nhánh này. Đó, thì chúng ta sẽ có U bằng RI. Đó. Đấy, thì cái định luật ôm này chúng ta gọi là định luật ôm cho đoạn mạch. Cho đoạn mạch này. Được chưa? Tại đoạn mạch này chỉ có chứa R thôi. Nhớ nha, không phải lúc nào U cũng bằng R nhân Y nha. Đó, U bằng R nhân Y khi cái mạch chúng ta là mạch chỉ có chứa điện trở thôi, đúng. Đó, đây, đó cho cái mạch này thì U bằng R nhân Y. Đó. Đây, còn bây giờ không thích viết U, cái U này chúng ta nói là nó U giữa hai điểm này nè, UAB nè. Đó. Rồi, giờ nếu không thích viết cho cái cho cái nhánh này đúng không? Thì chúng ta viết cho cái nhánh trên này. Đó. Đó, thì U bằng gì? U thì bằng thằng này trừ cái thằng này đó. Đó. Vậy từ đó UAB thì bằng là E trừ cho I rồi nhỏ. Được không? Đấy, thì cái này mình gọi là định luật ôm cho đoạn mạch AB mà có chứa nguồn. Đó, còn này là định luật ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở thôi. Được không? Đấy, như vậy rốt cuộc là chúng ta thấy rằng là cái định luật ôm toàn mạch hay định luật ôm đoạn mạch gì chăng nữa, nó được suy ra từ gì? Được suy ra từ cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng mà thôi, đúng không? Nếu bất kỳ một cái mạch nào đưa ra chúng ta nắm được cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng của nó thì xong. Được không? Đó. Từ 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 sơ đồ chuyển hóa năng lượng này chúng ta muốn rút ra cái gì, chúng ta rút à? Rút ra định luật ôm cho toàn mạch, đúng không? Rút ra định luật ôm cho đoạn mạch. Đoạn mạch gì? Đoạn mạch có chứa R thì nó là đây, đoạn mạch có chứa nguồn thì nó là đây. Đó, được ha. Rồi dựa vào cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng này mình còn rút ra được những cái như sau nữa, ví dụ như hiệu suất của nguồn đi, đúng không? Hiệu suất là gì? Hiệu suất là lấy cái kết chia cho cái toàn phần. Vậy thì giờ đã nói tới nguồn thì chúng ta phải nhìn vô ba thằng này, thằng nào là thằng toàn phần, nhìn vô biết chắc chắn thằng này toàn phần rồi nè, đó toàn phần đấy. Vậy thằng nào có nhiệt tỏa ra trên nguồn với là điện năng, nào có chắc chắn là điện năng này, nhiệt tỏa ra trên nguồn là mất luôn chứ đâu, chúng ta đâu có xài được gì nó đâu. Như vậy hiệu suất của nguồn đúng không, hiệu suất của nguồn thì bằng U chia E, đó, có ích chia toàn phần, xong, đúng không? Nè, trong sách giáo khoa nó có nè, đó, trang 66 nè, đúng không? Trang 66, đó, hiệu suất của nguồn U chia E, đúng không? Đấy, những công thức này ở đâu ra? Từ sơ đồ chuyển hóa năng lượng mà ra, đó. Cho nên là nắm cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng này nè.